với tư cách là chủ tịch hội cựu sinh viên, thì khi về tham dự cái lễ đó, kỷ niệm 35 năm á, thì điều mà chúng tôi xúc động mạnh đó là lần đầu tiên tập hợp được tất cả các khóa cùng nhau về để gặp mặt và chia sẻ cái niềm vui thành tựu của học viện trong những năm qua, đồng thời để nhận diện được anh em huynh đệ các khóa đã, đang và sẽ như thế nào. Cho nên tất cả anh em chúng tôi đều cảm nhận được niềm an lạc, niềm vui trong cái tinh thần huynh đệ mà bấy lâu nay chúng tôi ước mơ có được dịp để gặp gỡ gắn bó. Nhưng mà đây là cái lần với tiếng nói và hiệu triệu của Hòa Thượng Viện Trưởng cũng như Hội đồng Điều hành, cho nên mới có được cơ hội này. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy vui vẻ và rất là hạnh phúc khi được gặp nhau. Đây là một cái cơ hội rất là hiếm hoi để cho chúng em có thể được gặp lại nhau từ những cái tỉnh rất là xa xôi. Bởi vì khoa giáo dục mầm non là một khoa đặc biệt, không phải là khoa ở trong thành phố mà là khoa chúng em học ở những cái tỉnh lân cận. Vì vậy nên là khi thu xếp đến được với lại đến với lớp học thì quý cô cũng rất là khó khăn, và nhân được cái dịp mà mình kỷ niệm 35 năm thành lập này, chúng em đã đến và cùng nhau chung tay để có sự đoàn kết để dựng nên một ngôi trại, truyền tải được cảm hứng đến cho mọi người. Nó mang tính chất rất là mầm non và rất là màu sắc, nó có một chút gì đó mới mẻ cho học viện của mình. May mắn là khóa học viện được nội trú đầu tiên. Sau một năm tốt nghiệp trở về trường, thấy trường rất là đẹp và khang trang. Và gặp rất nhiều bạn bè và những hòa thượng của khóa trước. Chúng con rất là hoan hỷ và cố gắng sẽ tiếp nối được những truyền thống cũng như là học tập của Chư Tôn Đức để sau này phục vụ giáo hội. Những kiến thức mà tăng ni huynh đệ đã lãnh hội từ cái môi trường giáo dục của học viện, có thể nói là những kiến thức rất là nền tảng. Nền tảng ở đây có nghĩa là nó giúp cho những một số huynh đệ trên cái cơ bản này để có cái điều kiện để đi học những cái bậc học cao hơn ở trong nước cũng như ở nước ngoài. Riêng cái khóa 5 thì hiện bây giờ đã có 121 vị đã du học ở nước ngoài, ở trong nước, từ bằng thạc sĩ, tiến sĩ, nên gọi là cái kiến thức mà học lĩnh hội ở trong trường. Và đồng thời kiến thức mà huynh đệ lĩnh hội ở tại môi trường giáo dục học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đủ sức làm hành trang cho rất là nhiều huynh đệ trở về nơi trú xứ để thực hiện công việc hoằng pháp độ sinh. Và chúng tôi hy vọng rằng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh còn phát triển và phát triển nhiều hơn nữa về cả lĩnh vực vật chất, nhân sự và đào tạo. Tuy nhiên, điều mà chúng tôi ước ao và mong mỏi là cái đường hướng giáo dục của Phật giáo của Học viện Phật giáo Việt Nam sẽ không đi lệch con đường giới định tuệ, và giáo dục của học viện sẽ đào tạo ra một tu sĩ chân chính gồm cả vấn đề học và tu hành trì, để khi ra hành đạo có đủ kiến thức thế học để thích nghi với những cái nhu cầu của xã hội, nhưng đồng thời có những kinh nghiệm tu tập, có
có những cái nội lực về tâm linh để giải tỏa những vấn đề của cá nhân, của tự thân, cũng như giúp cho những người đang gặp những cái trở ngại, những cái chướng ngại ở trong xã hội, đặc biệt là trong cái cuộc sống mà rất là vội vàng, rất là gọi là nóng bỏng của cái nền văn hóa vật chất.